Chúng nhỏ Chris và cùng các video mời hào nhà mì hào nhâm nhấm muối tí với uốn rằng thì để nhâm sạm cái cứ mì có hàng mực và ta nhìn đang thắt thân nông viên mực rồi có ở đây cho cái sạm ok rồi nhưng mà ở trong hào nhâm mực sập tư ở đôi chết biết đôi ở liệp đã thân nắng ở đôi chết mở nắng phơi nắng phơi trang mi ở tin tin vì một chiếc kim chỉ biết đôi xúc kim chỉ chẳng á tinh đẹp ơi cùng vài lượt nào cái này các bạn chắc nhỏ nhưng mà ăn lụa pi háo để sao bay tiệt trong nhóm lụa này ok nhiều chuyện với nhưng mà chạy nhau mới việc đi tắc sĩ yêu mấy cái tại vì ngồi đây sao bị tiệt lắm đó sao rồi chị biết mình khơi cái đại mình bật lại mình ơi mình bật voi chẳng cơ hơi mình tặc sò để sao để nhung pin hết tức không tặc sò hơi chăng á anh em lại ai bia thẻ nhận đó ok là ok là chăng ở nhung mà nha mà bật đặc biệt anh ấy là biểu chia cha chăng nhung cái kia nào ngô anh ấy là biểu tuần tuần ta còn là hình sạc em ở sẽ mini với nhung ra ai ba đó ok, chẳng ở nhóm một lượt này bị đón nhưng có tham phải hẳn đem bên trận này trên kia hơi chẳng ở đây, đọc được đọc ok, này đọc ok, chẳng bị đổ nhóm mì tập năng tế sẽ đẹp ở cả nhà mì và nạc phía thuộc nhà mì mùi này đấy นักคัดหาชิ้นงั้นคุณเพลย์ช่วยคอมเมนต์ในแคงของพองเอาวิดีโอนี้มีแต่ปนังเรียกคุณเพลย์ช่วยกดไลค์ซับสไครบ์แชร์พองก่อนจะอยู่ดิวิดีโอบายบาย